dốc. Thế nhưng chân chúa cày lại lê 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 bèo như gã du buồn lang thang bước vẫn nỗi đau với trái tim ta tình nguyện. Ok, cảm ơn em. Anh, tôi được anh, rồi, được rồi. Anh, thì chị thấy em hát như nào ạ? Anh thì chắc là không thấy gì đâu. Nhưng riêng cá nhân anh ấy thì thấy là em hát rất là có nội lực đấy. Mà anh cảm giác như kiểu cam tân của em đang bị giằng xé đúng không? Ừ. Thế còn chị thấy sao? Chị không chị thì không thấy gì rồi. Thế nhưng mà riêng cá nhân chị thì chị có một lời khuyên chân thành đối với em. Quay sang dễ phải. Trông có một chiếc phong cách. Em xin trân trọng giới thiệu, em là Lê Phong. Lê theo dòng tộc của vua Lê. Phong trong từ phong trần. Em sẽ thể hiện một ca khúc theo dòng nhạc EDM anh chị. Gì anh ơi? Nó vừa nói cái gì đấy? Nó vừa EDM mình đấy. Tổn thương. Ê không. EDM đây là theo đọc tiếng Anh là cái gì? EDM cái gì? EDM khổ quá. À EDM. Rồi. Bài gì? Bài hát mang tên Nạc Trôi. Bài này hay đấy. Vâng. Em xin phép bắt đầu. Người theo hương hoa, mây mù giăng lối, làn sương khói phôi pha đưa bước ai xa rồi. Bâng khuâng mình ta vẫn vương, hồi ức trong em say chiều mưa buồn. Ngăn giọt lệ muốn khiến quê bị sầu bi đó. Đường xưa đã có nhân từ ra biệt ly, cánh hoa thôi được rồi, ok. Cảm ơn em. Chào anh các chị, em là Minh Châu và ngày hôm nay thì em đến đây xin được dự thi. Em nói tiếp về cái đam mê của mình đi. Thì em đứng ở đây thì đam mê của em thì là hát thôi và em xin được hát luôn. Okay. Xin con tim sẽ lối tìm giây phút nghẹn lời cho đêm chơi vơi để những ánh mắt đôi môi chạm nhau mang theo gọi mời. Xin cho ta tan vào những đắm đuối miên man khi em ghé ngang đời chợt mang sắc hương thiên đàng cho những ấm áp lại đến lấp kín nhân gian. Ngày ta yên vui cùng nàng, nhẹ nhàng âu yếm giữa chốn mơ, cùng tìm kiếm bao ý thơ để đắm say trong tiếng nhạc du dương. Hồn xa theo bước ta ngẩn ngơ, dù ngàn kiếp ta vẫn chờ, chỉ cần có phút giây này trao yêu thương. 'Cause baby, so with you. So is you, so is you, so is you, so is you. So is you.
Xin chúc mừng em. Em sẽ là thí sinh đầu tiên được lọt vào vòng trong của cuộc thi này. Minh Châu đi đây, chị sẽ dắt tay em thẳng vào vòng. Dạ em chào anh chị ạ. Chào em. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Chính Thức ạ. Bố em tên là Đỗ Văn Học ạ. Mẹ em tên là... Thôi được rồi, ok. Anh chị cũng không có nhu cầu để biết tên bố mẹ em đâu. Em mang gì đến đây nhỉ? Dạ kính thưa anh chị là khi đến đây để casting thì em đã mang lên một bài hát rất là hot trên mạng hiện nay. Ca khúc mang tên là Phía Sau Một Cô Gái ạ. Mời em trình okay. bày. Em hát luôn à? Ừ, hát đi em. Em hát thật. Hát đi em. Nhì khiêu ông manh được một lượt ná đôi hà tất kết thì vời. Nghệ là ngồi ghim em cả về anh wow. tê bành anh mạch anh lắm. Đem lúc bôi tránh anh mạch cành ua. Vì dường như lão nhục âu cũng hiểu thèm lành ông. Ok em ơi, dừng lại. Sao đây? Hay quá cái ca khúc vừa rồi là anh nhớ ấy thì lời nó không phải như thế. Em dịch sang tiếng dân tộc à? Không, ca khúc này là lời như thế nhưng mà em chế thành ngược cho nó độc anh ạ. Chứ hát xuôi thì nhiều quá rồi anh ạ. Nhưng mà em có thể hát xuôi cái bài hát như bình thường em được có thể không? Hát bình thường được không? Dạ, thú thật với anh chị là trước đây em hát xuôi hay lắm ạ. Nhưng mà em hát ngược nhiều quá cho nên bây giờ em không hát xuôi được nữa. Thế à? Hơi khó. Em hát ngược rất là tốt đấy. Nhưng mà anh rất là tiếc. Thế thôi mời em ngược ạ. Mời ngược luôn, bên này. Em bị loại à? Anh chị vừa loại một nhân tài đấy, anh chị hiểu không? Rồi sau ngày anh chị phải hối hận. Cuộc kỳ vớ vẩn. Hay hối hận lắm ấy. Nhân tài đấy á. Xin mời thí sinh tiếp theo. Dạ, lần đầu tiên cho phép em xin gửi tới quý anh chị cũng như ban giám khảo lời chào, lời kính chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Dạ vâng, kính thưa các quý anh chị và ban giám khảo đang chấm ngày hôm nay thì tự giới thiệu bản thân em tên Đạt Phít, em đến từ Cô Nô Nhê. Cô Nô Nhê là ở đâu ạ? Dạ Cô Nô Nhê là một phường của Hà Nội ạ. Vâng ạ. Ok. Vâng, bây giờ hôm nay thì đến với đây em thi dự thi thì em có những ca khúc đậm đà bản sắc dân tộc. Em sẽ hát những bài nhạc trẻ sang các loại hình dân tộc, ví dụ như tuồng, chèo, cải lương, hát sẩm, hát xoan. Đấy là những loại hình nghệ thuật dân tộc đúng không? Vâng ạ. Và được hình thức biểu diễn của nó là được thể hiện qua lối hát nói đúng không? Dạ, chị biết ạ. Chị có biết một chút thôi. Dạ vâng. Thế bây giờ là em nói là thế mạnh của em là chuyển biến từ những cái ca khúc nhạc trẻ này vâng. sang thành những làn điệu dân gian. Đúng thế. Thế thì bây giờ em đổ luôn cho một câu vọng cổ đi. Với trên nền của ca khúc Nắm Lấy Tay Anh, một sáng tác, một ca khúc mà chị vô cùng yêu thích. Chị có thể hát qua cho em nghe đúng không ạ? Nghe kỹ đây này. Vâng. Cái bài đấy nó rất là dễ. Vâng. Đấy chính là Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường. Em ơi hãy nắm lấy tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu và hứa với anh một câu đi suốt cuối của con đường. Ôi bàn tay nó thân thương đến vô ngần, em hãy hứa với anh một câu rồi đi kết ca con đường này sang đến con đường khác. Ok, bốn. Okay. Bây giờ thì chị lại muốn nghe một chút chèo. Một chút chèo ạ? Ừ. Sở trường của em ạ. Em có thể hát cái ca khúc Nơi Này Có Anh sang thể loại chèo không? Chị sẽ hát thử ví dụ nhá. Vâng. Câu nó là như này này. Cầm tay anh, tựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh, gió hát câu tình ca, ngàn ánh sao vụt qua, nhẹ ôm lấy em. Dạ xong ạ. Vâng, trước khi hát thì em cũng có đôi lời để nói về cái câu hát chuẩn bị em hát đấy ạ. Thì thực ra trong cái nghệ thuật truyền thống của em ấy, thường thì hay viết theo thể loại lục bát ạ. Với cả thơ thất ngôn tứ tuyệt, nó rất vần, văn vần. Nó không như các bài nhạc trẻ thì nó không vần, nó thường hay những cái câu biển ngẫu. Em hát đôi khi em có thể em vận vào những cái từ để em thuận vào cái câu chèo đúng không ạ?
theo okay. đúng cái làn điệu giai điệu cổ của nó đấy. Okay. Vâng. Ok. Mà. Em ơi em cầm mì nắm mi tay nghĩ anh nghĩ dựa vào anh nơi nghĩ có nghĩ anh nghĩ kề bên nghĩ gió mang nghĩ câu ý tình nghĩ câu tình nghĩ thêm ý yêu ngàn anh nghĩ nghĩ sao ý thoát qua nghĩ nơi nghĩ này nghĩ nó ôm trọn nỉ cả tim em yêu em trái tim anh luôn chân thành nghĩ ý nghĩ nghĩ ý